Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Phantom Tatter nữa bạn. Thì dự án Phantom Tatter này có một chương trình qua Tulip để có cơ hội IDO và iDrop nữa các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mình mở link phòng các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn ghi feed name, họ và tên của mình. Dòng thứ hai thì các bạn điền địa chỉ email mình vào các bạn. Sau đó chấp nhận điều khoản nữa các bạn. Bấm vào continue nữa các bạn. Rồi sau đó các bạn điền địa chỉ với Phantom nha các bạn. Thì các bạn có thể dùng địa chỉ ETH trên dưới chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Dự án này khá là ngon đó các bạn. Rồi bấm continue các bạn. Những dự án mà nó có chương trình public sale wallet này nó ngon hơn là iOS rất là nhiều các bạn. Rồi các bạn follow nếu mà các bạn trúng được wallet của nó. Rồi trên tờ Twitter thì bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn làm iDrop bất quá cùng quá thì các bạn ăn được 50 đô, 20 đô, 100 đô thôi các bạn. Còn bên chúng những kèo wallet như thế này khá là nhiều các bạn. Bấm continue luôn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn retweet nè các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Thích nè. Rồi tao tweet lại được các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Bấm continue nè các bạn. Rồi tiếp tục retweet cái nữa nè các bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn like nè. Thích nè. Các bạn tự viết bài thứ hai của nó nè các bạn. Rồi các bạn bấm đắp lên nè. Các bạn bấm vào continue nè các bạn. Tiếp tục retweet kênh thứ ba nó nè các bạn. Các bạn like nè. Thích nè. Rồi các bạn tự viết lên các bạn. Rồi bấm continue nè. Rồi tiếp tục các bạn tự viết kênh thứ tư nữa nè các bạn. Rồi các bạn đăng test nè các bạn. Rồi các bạn bấm đắp lên nè. Các bạn bấm vào add tweet nè. Rồi bạn join vào kênh Telegram nhóm chat nè. Và các bạn chờ xíu các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Nếu không có nhấp đây thì các bạn copy cái dòng này nè các bạn. Đấy. Rồi các bạn sao chép cái dòng này nè. Sao chép các bạn ta. Rồi bạn sao chép các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi nó sẽ chuyển các bạn về Telegram, các bạn mở Telegram ra các bạn. Rồi các bạn bấm son các bạn. Rồi click cấp sao các bạn. Bạn khi join chào thì bạn nó có cái hình chữ này thì bạn bấm vào join chào đây các bạn. Rồi bấm start các bạn để click cấp sao các bạn. 70 trừ 65 bằng 5 nè các bạn. Rồi mình đã vượt qua cấp sao các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên. Sorry các bạn. Các bạn mở Telegram bằng lại nè. Các bạn nhấp ba cánh cụt nữa các bạn. Các bạn vào setting nè các bạn. Các bạn copy username mình nha các bạn. Rồi các bạn mở cái link phòng này nè các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn tìm một Telegram nè các bạn. Các bạn dán username mình vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm continue. Tiếp tục follow minimum nè. Cái dự án này thiệt tình nói với nó không có gì chỉ cái đường dẫn liên tiếp luôn. Rồi bạn sẽ chép lại nha bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha bạn để mình follow các bạn. Rồi trên minimum nó thì các bạn vô tay vài cái luôn đi các bạn. Rồi trên minimum nó các bạn follow nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Có một tát mà khó làm quá. Rồi bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi tiếp tục visit Reddit nè. Thì bạn xem qua cái Reddit thôi các bạn. Join vào. Rồi bạn join community nè các bạn. Rồi bạn like nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp đây nè. Các bạn bấm continue nha các bạn. Tiếp tục. Các bạn đăng ký một cái tài khoản nữa nè. Email. Đăng ký cái nào rồi ta. Em coi các bạn. Rồi cái này nó kêu đăng ký bản tin của nó nè các bạn. Các bạn bấm vào mục sign up nè. Các bạn chấp nhận điều khoản nè. Đi đăng ký rồi ta. Rồi tiếp tục cũng follow Queen nè. Vì nó đã lấy cái email mình rồi nha các bạn. Rồi trên thì Queen sao không thấy gì chứ ta.
New full, phần 7 nó full rồi, end các bạn, các bạn bắt up được các bạn. Bạn continue tiếp tục các bạn. Tiếp tục follow này nè. Update mình. Cái mục này thì các bạn tải lên, các bạn tạo một bức ảnh meme thứ này nè các bạn. Thứ Phantom Tatter này bạn, các bạn tải lên Facebook, Zalo này nè các bạn. Tải lên hàng ngày, rồi bằng chứng video nè các bạn. Tải lên Phantom Tatter này nè các bạn, làm video các bạn tải nha các bạn. Rồi bạn share lên đây nè. Này các bạn tự làm đi các bạn. Rồi bằng chứng bài viết nè, thì các bạn viết bài nè các bạn. Rồi bạn tải lên Twitter này nè các bạn. Rồi bấm vào giới thiệu bạn bè nè, bạn lấy link ghép mà chia sẻ trong bè những thằng nó kiếm tôi cần các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Upsell đến từ dự án Phantom Tatter đến em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.